Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình Các bạn thân mến Việc khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng đối với lực lượng vũ trang mang hàm ý lực lượng vũ trang là của đảng mang bản chất của đảng không thể phân chia, không thể tách rời đảng Quyền lãnh đạo của đảng đối với lực lượng vũ trang là tuyệt đối trực tiếp, duy nhất, vô điều kiện trên mọi phương diện, mọi thời khắc, mọi tình huống Hiện thực lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh Nhờ có sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng mà lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam luôn khẳng định và thể hiện vị trí vai trò bản chất khoa học và cách mạng như chính danh xưng của mình, trở thành lực lượng nồng cốt thường trực đi đầu cùng cả dân tộc vượt qua mọi bước đường khó khăn thách thức ngặt nghèo của lịch sử, đánh bại mọi kẻ thù đảm bảo giữ vững độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững vị thế vai trò cầm quyền của đảng, giữ vững chế độ, giữ vững thành quả cách mạng góp phần cùng toàn thể dân tộc tạo lập cơ đồ vững chắc, khẳng định vị thế danh dự và hình ảnh đất nước Việt Nam hòa bình trên trường quốc tế. Sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng đối với lực lượng vũ trang chính là một nguyên lý, là cơ sở đảm bảo vị trí vai trò cầm quyền của đảng, của chế độ, của nhà nước, đồng thời cũng là cơ sở đảm bảo cho sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Chống di biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết Tính tất yếu của sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang, bài viết của Thạc sĩ Trần Đình Duệ, Thạc sĩ Nguyễn Phú Nhân, Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang. Đối với mọi nhà nước trong mọi thời kỳ lịch sử, mọi vấn đề chính trị đều liên quan đến lợi ích và mục tiêu lợi ích của giai cấp cầm quyền, trong đó lực lượng vũ trang hoặc các hình thức vũ trang ra đời và thực hiện chức năng của nó đều là biểu hiện về mặt chính trị của giai cấp cầm quyền. Việt Nam có đầy đủ những cơ sở lịch sử để khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng Cộng sản Việt Nam đối với lực lượng vũ trang là một tất yếu. Nhận diện luận điều phi chính trị hóa lực lượng vũ trang chống phá cách mạng Việt Nam Đối với cách mạng Việt Nam, mặc dù các thế lực thù địch phản động quốc tế đã tiến hành nhiều chiêu bài, thủ đoạn, hình thức nhưng không thể thay thế được vai trò cầm quyền của đảng ta, không thể lật đổ chế độ, không làm thay đổi mục tiêu con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc ta. Tuy nhiên, tham vọng và mục tiêu của các thế lực phản động quốc tế đối với cách mạng Việt Nam là không bao giờ thay đổi. Hiện nay thủ đoạn của chúng ngày càng tinh vi xảo quyệt hơn, được che đậy với nhiều chiêu bài hình thức nhằm phù hợp với tình hình mới. Cụ thể, thứ nhất, thông qua các cơ quan truyền thông người Việt chống cộng hải ngoại, các cơ quan truyền thông quốc tế thiếu thiện chí với Việt Nam như BBC tiếng Việt rfa rfi vo tổ chức những cuộc hội thảo tọa đàm bằng đòn trực tuyến phỏng vấn những nhà nghiên cứu chính trị luật sư nhà văn nhà bất đồng chính kiến nhà hoạt động dân chủ mà thực chất là các phần tử bất mãn cơ hội chính trị trong và ngoài nước đại diện một số hội đoàn đảng phái phản động tự xưng như đảng việt tân chính phủ quốc gia việt nam lâm thời triều đại việt đã bị nhà nước việt nam đưa vào danh sách tổ chức khủng bố nhằm chuyển tải những lý lẽ cơ sở Đòi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, phi chính trị hóa quân đội. Thứ hai, chúng lợi dụng việc có uy vi với Đảng, nhà nước thông qua các tâm thư, bản kiến nghị của những cái gọi là nhà báo độc lập, văn đoàn độc lập, hội nhân sĩ 72, đòi lực lượng vũ trang chỉ phải trung thành với Tổ quốc và nhân dân chứ không phải trung thành với Đảng Cộng sản, kêu gọi quân đội, công an hãy đứng ngoài chính trị. Thứ ba, chúng kích động chia rẽ lực lượng quân đội với công an. Thứ tư, chúng kích động tụ tập đông người biểu tình trái phép xuyên tạc chủ trương đường lối của đảng cắt ghép hình ảnh vu khống đặt điều lực lượng vũ trang đàn áp nhân dân và tung lên mạng internet thông qua các nền tảng như youtube facebook zalo thứ năm kết hợp lực lượng bên trong với bên ngoài tập trung tiến công trực diện vào những quan điểm cơ bản nguyên tắc đảng lãnh đạo của đảng phủ nhật và kiến nghị thay đổi khoảng một điều bốn và điều sáu mươi của hiến pháp 2013 nghìn cổ nhận sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng đối với lực lượng vũ trang, âm mưu và những thủ đoạn nhằm phi chính trị hóa lực lượng vũ trang là một trong những đòn tấn công mũi nhọn của chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Sự thâm hiểm của chúng là tác động một cách âm thầm, thường xuyên, vừa gián tiếp vừa trực tiếp đến tư tưởng của đội ngũ cán bộ đảng viên trong hàng ngũ lực lượng vũ trang, thẩm thấu từng bước dẫn đến quá trình tự diễn biến, tự chuyển hóa, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm pháp luật vi phạm kỷ luật của đảng mục tiêu của chúng là từng bước làm cho lực lượng vũ trang xa rời bản chất giai cấp công nhân phai nhạt xói mòn tính đảng trong lực lượng vũ trang để từng bước xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam đối với lực lượng vũ trang tiến tới xóa bỏ chế độ sầu chủ nghĩa và thành quả cách mạng mà nhân dân ta đã giành được tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với lực lượng vũ trang trong xu thế quốc tế hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, sự tác động từ mặt trái của nền kinh tế thị trường cùng sự bùng nổ của công nghệ thông tin, một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên trong đó có lực lượng vũ trang đã không giữ vững lập trường tư tưởng chính trị trước những cám dỗ vật chất, dẫn đến sự tha hóa về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống chạy theo lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, hách dịch cửa quyền, quan liêu vi phạm pháp luật tạo môi trường thời cơ để các thế lực thù địch lợi dụng thúc đẩy tự diễn biến tự chuyển hóa từng bước xa rời bản chất cách mạng phai nhạt lý tưởng của đảng phủ nhận lý tưởng cao cả của chính mình thậm chí phù hòa theo những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch quay lưng chống đảng vì thế đấu tranh phòng chống âm mưu phi chính trị hóa lực lượng vũ trang trở thành tất yếu khách quan một nội dung đặc biệt quan trọng trong quá trình xây dựng quân đội và chính trị trong giai đoạn hiện nay Nghị quyết hội nghị trung ương 4 khóa 12 của đảng chỉ rõ một trong những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ lực lượng vũ trang là phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng đối với lực lượng vũ trang, đòi phi chính trị hóa quân đội và công an, xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, chia rẽ quân đội với công an, chia rẽ nhân dân với quân đội và công an, những luận điều cổ suý cho quan điểm lực lượng vũ trang phải trung lập về chính trị, loại bỏ sự lãnh đạo của đảng Cộng sản Việt Nam đối với lực lượng vũ trang, chính là những cái bẫy phi chính trị hóa hết sức tinh vi và thâm hiểm của các thế lực thù địch. Chúng ta phải hết sức cảnh giác, không mắc mưu trước những chiêu trò phi chính trị hóa lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch. Để vô hiệu hóa làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực phản động thù địch nhằm phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, chia rẽ phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng với lực lượng vũ trang, trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện tốt một số giải pháp sau. Một là giữ vững nguyên tắc đảng lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang, đảng phải luôn nắm quyền lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang trong mọi hoàn cảnh, mọi thời khắc, mọi tình huống. Quyền lãnh đạo của đảng đối với lực lượng vũ trang là không đổi, không phân chia, không tranh cãi, là điều kiện, là yêu cầu tiên quyết, ác có là một nguyên lý cần quyền của đảng. Sự mặc nhiên minh định nguyên tắc này phải được thể hiện trong mọi quy định về tổ chức và hoạt động của lực lượng vũ trang biểu hiện cụ thể tuyệt đối trực tiếp xuyên suốt và hiệu quả trên tất cả các mặt các lĩnh vực hoạt động của lực lượng vũ trang đặc biệt là về chính trị tư tưởng tổ chức giáo dục đạo đức cách mạng và công tác cán bộ của đảng đối với lực lượng vũ trang hai là lực lượng vũ trang phải luôn giữ vững phát huy bản chất cách mạng của giai cấp công nhân nắm vững bài học nằm lòng của mình là chung với đảng hiếu với dân vì nước quên thân vì dân phục vụ để lực lượng vũ trang luôn giữ vững và phát huy bản chất cách mạng của giai cấp công nhân thì trên hết và trước hết lực lượng vũ trang phải luôn nhận thức sâu sắc vị trí vai trò nghĩa vụ thiêng liêng cao quý nhưng hết sức nặng nề của mình điều đó phụ thuộc vào tính tự thân của lực lượng vũ trang trong đó vấn đề tiên quyết và thường trực là phải nắm vững quán triệt sâu sắc quan điểm cương lĩnh đường lối nghị quyết và các quy định của đảng thường xuyên tự răng mình trao dồi đạo đức cách mạng không ngừng nỗ lực nâng cao trình độ bản lĩnh chính trị Đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ, sẵn sàng xung kích và đánh thắng mọi kẻ thù trên mọi mặt trận trong mọi tình huống. Theo đó, cán bộ chiến sĩ cấp ủy các cấp trong lực lượng vũ trang phải quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc hiệu quả nghị quyết hội nghị trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và chỉ thị năm của Bộ Chính trị. Vì đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc đánh giá hiệu quả thực hiện chức trách nhiệm vụ của từng cán bộ đảng viên, kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực, suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến từ chuyển hóa trong nội bộ lực lượng vũ trang, đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị, tăng cường bản chất giai cấp công nhân trong lực lượng vũ trang nhằm tăng sức đề kháng của lực lượng vũ trang trước các âm mưu thủ đoạn của kẻ thù. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát gắn liền với nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tự phê bình và phê bình trong đội ngũ cán bộ đảng viên lực lượng vũ trang nhằm kịp thời phát hiện ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Ba là không ngừng nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ đảng viên trong lực lượng vũ trang các cấp, ngang tầm nhiệm vụ, khẳng định vị trí đi đầu trên mọi mặt trận, đấu tranh và làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch dưới chiêu bài phi chính trị hóa lực lượng vũ trang xây dựng lực lượng vũ trang trở thành đội quân tinh nhẹ thường trực nơi tuyến đầu của mặt trận tư tưởng lực lượng vũ trang phải là mũi nhọn hữu hiệu trong đấu tranh vật trần mà âm mưu thủ đoạn của chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch phản bác mà luận điệu phi chính trị hóa lực lượng vũ trang bằng các luận cứ chứng cứ luận điểm khoa học trên lập trường của chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh tăng cường đoàn kết nội bộ phối hợp chặt chẽ hiệu quả giữa lực lượng quân đội với lực lượng công an giữ mặt trận quốc phòng với mặt trận an ninh, đồng thời không ngừng củng cố mối quan hệ máu thịt giữa lực lượng vũ trang với nhân dân, củng cố vững chắc thế trận lòng dân, tuyên truyền vận động nhân dân nhận thức rõ âm mưu thủ đoạn đòi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch. Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam như chính tên gọi của nó, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân nuôi dưỡng đùm bọc che chở, mặt khác nhờ được sự dìu dắt lãnh đạo trực tiếp tuyệt đối về mọi mặt của Đảng mà lực lượng vũ trang trở thành thanh bảo kiếm sắc bén, là tấm kiên vững chắc để bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ, bảo vệ độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, thực hiện sứ mệnh lợi ích tối cao của Đảng là phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Đây vừa là sự phản ánh bản chất giai cấp, vừa mang bản chất dân tộc, vừa là quy luật hình thành phát triển, vừa là sứ mệnh và cũng là cơ sở tồn tại của lực lượng vũ trang. Nói cách khác, lực lượng vũ trang là của đảng, của nhân dân và của dân tộc, sinh ra là để phục vụ đảng, để phục vụ tổ quốc, phụng sự nhân dân. Cho nên yêu cầu về sự lãnh đạo trực tiếp tuyệt đối về mọi mặt của đảng đối với lực lượng vũ trang là tất yếu.